Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng cho trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô hạn, dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có thể nói, sách là những người bạn gần gũi, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người, và sách đã trở thành một nhu cầu thiết yếu không thể thiếu của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Cha ông ta đã coi việc đọc sách là một hành vi văn hóa cao đẹp. Từ đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững. Nhận thấy tầm quan trọng của việc đọc sách, ngày 24 tháng 4 năm 1914, Thủ tướng đã ký quyết định số 284 lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam, nhằm khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đây thực sự là niềm vui lớn cho những người yêu sách. Kính thưa quý thầy cô và các em, nhân kỷ niệm 8 năm ngày sách Việt Nam, được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường, thư viện và liên đội kết hợp tổ chức ngày hội đọc sách cho học sinh khối 68. Đây là lý do của ngày hội hôm nay.